Ngay khi phát hiện ca mắc COVID-19 thông qua xét nghiệm, đại diện hộ gia đình tại kiệt 90 đường Đống Đa, phường Thuận Phước đã nhanh chóng triển khai các biện pháp truy vết, khoanh vùng dập dịch. Đến chiều qua, Ủy ban Nhân dân phường Thuận Phước đã hoàn thành việc tiến hành giãn dân tại khu vực kiệt 90 Đống Đa, siết chặt công tác phòng dịch tại địa phương. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Để công tác giãn dân diễn ra nhanh chóng, đảm bảo an toàn, Ban chỉ đạo phòng chống dịch phường Thuận Phước đã gửi thông báo cho các hộ dân trong danh sách cần phải sơ tán khỏi khu vực để bà con chuẩn bị trước. Xe trung chuyển có mặt tại kiệt 90 Đống Đa để đón bà con. Người dân trong trang phục bảo hộ kỹ càng được sắp xếp di chuyển theo hai đợt nhằm đảm bảo khoảng cách và các yêu cầu phòng dịch. Chúng tôi đã cho lập danh sách các cái hộ dân từ tối ngày hôm qua, gồm có 17 hộ phải di dời trong đợt này. Và địa điểm là trường Trần Phú tại đường Lê Thánh Tôn. Chúng tôi cho công tác di dời dân nó quan trọng ở chỗ là hiện nay cái kiệt này là kiệt rất là nhỏ, hẻm sâu, cục và nó mang chất nguy cơ rất là cao. Nếu chúng ta không giãn dân thì cái nguy cơ lây chéo ở trong khu này là rất là lớn. Do vậy cái chủ trương giãn dân chúng tôi cho là hết sức là đúng đắn và kịp thời. Và hiện nay phường cũng đã chuẩn bị tất cả các phương án di dời dân lên tại chỗ địa điểm đường Trần Phú để đảm bảo cái công tác phòng chống dịch. Bước đầu, lực lượng y tế và chính quyền địa phương đã phối hợp điều tra dịch tễ, truy vết F1 và các F liên quan. Được biết, các F0 tại kiệt 90 Đống Đa sống cùng gia đình có 7 thành viên khác, gồm ba mẹ, hai anh trai, chị dâu và hai cháu. Ngành y tế tổ chức test nhanh cho người thân và một số hàng xóm là F1. Qua đó, ghi nhận thêm 5 trường hợp F1, gồm mẹ, hai anh trai, chị dâu và một F1 là hàng xóm của bệnh nhân đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Tất cả đã được đưa đi cách ly tập trung theo quy định. Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu xác định, phường Thuận Phước triển khai phương án giãn dân trong thời điểm này là bước đi kịp thời và tất yếu để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh trong khu dân cư. Đã giao cho ban điều hành phải đảm bảo tắc tuyên truyền người dân. Ai ở đâu ở yên đó, chúng ta không có ra đường để giao lưu. Thứ hai nữa là phương án cung cấp lương thực thực phẩm cho các hộ dân ở trong khu vực này. Thứ ba đó là các hộ dân khu vực này phải đảm bảo cái được xét nghiệm toàn dân trong cái khu vực này, gồm có gần 300 khẩu với hơn 100 hộ. Đây là những cái phương án của cho là kịp thời để đảm bảo làm sao là không có cái lây chéo, lây nhiễm trong cái khu vực kiệt hẻm nó sâu và nó mang tính chất phức tạp như thế này. Những ngày tới, phường Thuận Phước tiếp tục truy vết, tăng cường xét nghiệm diện rộng tại khu vực kiệt 90 Đống Đa và các địa bàn dân cư lân cận để sàng lọc các F liên quan đến ca mắc COVID-19. Trước tình hình dịch vẫn còn diễn biến khó lường, chính ý thức trách nhiệm và tinh thần tự giác của mỗi người dân sẽ góp phần rất lớn để hỗ trợ lực lượng chức năng kiểm soát tình hình COVID-19, đảm bảo an toàn cho cộng đồng.